Vâng, chào các bạn. Tiếp theo thì vẫn là đề tài mà về vấn đề tình yêu và hạnh phúc gia đình. Thì mình đang có một mẩu chuyện ngắn ở đời thường thực sự, và là chính là người bạn của mình. Thì mình đã kể với các bạn đến đoạn là người bạn đã quen một người bạn trai và hai người cũng đã chia tay nhau rất là nhiều lần, nhưng vì tình cảm sâu nặng hai người không chia xa được nhau. Mặc dù có lúc giận dữ có thể là chia tay nhau mãi mãi, nhưng cuối cùng cũng chỉ được một tháng là lại gặp lại nhau. Thì cuộc sống nó cứ tiếp diễn như thế, mình thực sự là cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lần bạn mình có chuyện vấn đề về bạn trai hoặc là có vấn đề thì không biết chia sẻ cùng ai, bởi vì không có ai thấu hiểu cả, chỉ có mình thấu hiểu thôi. Thế thì mình cũng đã đồng hành với bạn ấy và mình rất thông cảm với cái hoàn cảnh cũng như là cái tình cảm con người nó bột phát mà mình không thể giải thích được, là định nghĩa được nó là phản bội hay là không. Nói chung nếu theo như là các cụ đời xưa thì nói là phản bội, nhưng nói về tình cảm con người, khi người ta thiếu thốn một cái gì đó người ta cần được bù đắp, khi người ta được bù đắp mà người ta gặp được đúng đối tượng thì đúng thực sự là mình cũng cảm giác là không có gì ngăn cản được. Thế thì mình cũng không biết nói gì, mình chỉ biết là hàng ngày mình tâm sự, mình chia sẻ, tại vì mình rất là sợ bạn mình đi quá xa mà để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của mình. Vì mình nhìn thấy hai đứa nhỏ rất đáng yêu, một cậu con trai 20 tuổi và một cậu con trai học bắt đầu vào lớp 1, hai bạn ấy rất là đẹp và rất là xinh và rất là ngoan. Cho nên là mình cũng phân tích là bạn suy nghĩ thật kỹ, mặc dù chồng bạn cũng có những lúc sai lầm, có những lúc sai sót, đi sai đường, nhưng người ta bảo đánh kẻ chạy đi, không ai đánh kẻ chạy lại cả. Mà mình cũng cảm nhận như là người chồng của bạn rất tốt, vì người chồng của bạn là nếu như người chồng của bạn mà sau khi cái chuyện xảy ra, mình xin lỗi các bạn, sau khi chuyện xảy ra thì người bạn trai của bạn gái mình đã trực tiếp chụp ảnh cũng như là nhắn tin, gửi những tin nhắn của hai người yêu nhau cho chồng của bạn của mình. Nhưng mình nghĩ là người bạn của chồng mình là người quá tuyệt vời, vì là người quá hiểu biết. Anh ta đi ra nước ngoài, anh ta va chạm và anh ta đã biết được là anh ta sai, cho nên là anh ta đã rất cố nhịn. Và sau khi thời gian ở bên nước ngoài thì anh ta chưa bay về được vì Covid, cho nên là anh ta đã suy nghĩ, thì chắc có lẽ là anh ta cũng biết rằng mình sai, cho nên là anh ta đã tha thứ cho bạn của mình và hai người vẫn tiếp tục là đang sống với nhau. Nhưng để mà nói hạnh phúc thì nó là cả một vấn đề ở đằng sau, mình cũng không biết được nó như thế nào. Hôm nay mình lại chia sẻ tiếp cho các bạn về vấn đề này. Thì tiếp theo mình sẽ tiếp tục với các bạn với mẩu chuyện ngắn ở đằng sau các bạn nhé.